Nói xả lơ. Sao cô không nói gì? Cháu từ mai đã phải mua mấy con cá khác, mấy con cá hải phóng kinh đạo. Sao giống hả? Trời ơi, nhà cáo hiện người ra, cháu chắc thua chết đấy. Cha đứa nào quên cho cái phần mẩu quá đi thôi đi này. Dạ cả rồi. Đầu một đi đi tám rồi mà. Đầu một đi tám. Đồ hai đi chơi bơi mà vẫn phải nhìn quen thân quá. Là tao mà nhìn mặt chả rõ ấy nhỉ. Mà trông cũng đẹp trai đi ra khỏi cho bà cái chân lên đây. Đi 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 đau lưng quá đi. Bà thích cháu không? Yêu cháu không? Ông nói xả lơ. Sao cô nói gì? Nó ăn mấy cái thịt này, cua gà cua bụng này ngon thì ngon thật đi nhưng mà chắc chắn quá. Cháu ạ, cháu mua cháu đi cho bà lấy năm này. Mãi rồi đấy, cháu đi năm nào lấy cho cái năm thì chìa răng đây mày, đây tao mày. Cái gì đấy, lấy cái năm mày lấy cái này làm cái gì? Cái gì học tâm đây, tao chỉ cho qua học xịn đi. Bính ra nó lên à? Đúng rồi. Bính đầu mày nó lên đúng không? Đúng rồi, tao chỉ cho khoa bà dùng thay cái tấm tre bình thường đi. Răng bà đây này, lỗ lủng đây này, thứ hết cái răng đây này. Đâu, bà có cái răng thật ngon đấy. Để cái hộp này nó tiện lợi thật vẽ như này ấy này các cháu ạ. Bà chỉa cái răng đi xem có ra mấy cục thịt ở cái lỗ răng bà. Ui tôi đi cho ăn đi, cho ăn cho ăn đi. Bà không nhìn thì cho ăn đi, bà thua bà đâu muốn tiếp cái gì với cháu đâu. Thịt của bà mùi quá.